bạn nhé, mình là Phong đây. Chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 6 của Người Hùng Vô Năng nhé. Trang đánh giá vụ việc: 38 tin nhắn mới. Kẻ đột nhập tòa nhà Frame Smart hạ gục. Ấy, đây là vụ hôm qua. Đàm phán với Smart thất bại, nhưng lực lượng thành công vào tòa nhà đã bị hạ gục. Ok. Chà, đọc xem thấy sướng cả người. Không cảm thấy có gì bất thường sao? Thấy gai gai thế nào ấy? Thì mục đích ban đầu của mình lập ra cái kế hoạch đàm phán là để giải quyết trong hòa bình thôi. Nhưng mà thất bại rồi. Về Chris này, khi Chris cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ta sẽ không ngần ngại lên tiếng ngay cả trước mặt sếp. Mà nói mới nhớ, không thể dọn dẹp chúng. Vậy làm thế này thì sao? Vâng, thưa sếp. Cậu ấy không cảm thấy chuyện đó khả thi, vậy tại sao lại không nói gì? Hơn nữa, tôi là người đưa ra quyết định, làm theo chỉ thị của tôi. Sếp bình thường vẫn luôn tự giải quyết mọi chuyện. Thực hiện kế hoạch đàm phán như đặc vụ B-12 đã nói đi. Nhưng lần này chị ấy lại giao cho mình chìa khóa. Mình, một đặc vụ nửa mùa. Nếu như nói xem ai là người biểu hiện quái lạ hơn. Hừng. Đúng là trong ngày hôm qua, khi mà chúng ta đề xuất phương án này, thì đề xuất kế hoạch đàm phán, thì hai người này đúng là có biểu hiện nó hơi khác thường một tí. Nhưng mà mình nghĩ là sếp thì có lẽ là vẫn lạ hơn. Bởi vì tại sao lại ghi giao nhiệm vụ à bên tại sao lại không đưa ra được một kế hoạch cụ thể nào mà lại phụ thuộc vào mình. Chris thì còn có thể giải thích là không muốn cháy của sếp. Nhưng thôi kệ. Buôn lậu đạn dược gần đây gia tăng với tốc độ chóng mặt, theo như thông tin mới nhất. Ồ, mình quên tắt ứng dụng đọc tin tức thì phải. Để xem cái nào. Người mẹ đơn thân gặp khó khăn tài chính ăn cắp, dân chúng đói khát, dính líu vào hoạt động tội ác, trộm nắp cống. Sao lại trộm nắp cống? Người lao động đang tìm việc thất vọng vì không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp. Toàn là những tội ác gây ra do nghèo đói cả. Vụ án trốn thuế hàng tỷ đồng được chứng minh vô tội. Thương nhân Thành Đạt bị truy tố vì hành hung, bãi bỏ lệnh bắt giữ. Dù là fly hay cảnh sát thì tôi cũng không tin tưởng bọn họ. Xem những tin tức này cũng dễ hiểu vì sao họ mất lòng tin. Mình cũng nên đi làm thôi. Mà khoan, có nên kiểm tra NTP của mình không nhỉ? Mình nhớ không nhầm là ở tập trước thì chúng ta được có 57 điểm. Chúng ta được một điểm xong lại mất một điểm. Thì chắc là vẫn thế. Năm mươi tám. Ok. Tôi kệ, cứ biết thế. Úi trời, nè, nhìn xem kìa. Trời ạ, lại có người làm ăn kiểu đó luôn hả? Cái gì vậy ta? Úi dồi, tài xế Uber làm gì đây? Uber rẻ mặt như béo đê, đi một chuyến đê. Cái trường lại quảng cáo à? Nhìn cái rè đấy hả? Cái biển hiệu. Cái trường ạ, cái biển hiệu vẽ bằng tay ạ. Thôi cứ khen tí cũng được, đúng không? Quá đỉnh chứ gì. Tài xế Uber thì mình cứ khen tí, còn Quiz thì nói thật. Ok.
Cảm giác ham muốn lên xe không cưỡng lại được đúng không? Ừ, đó không phải là ý của tôi. Thôi mà, biết rồi biết rồi. Chủ yếu là gần đây chả tìm được khách hàng mới nào cả. Nói hơi khó nghe một chút nhá, nhưng mà Flay phóng xe máy chạy xả quần khắp nơi ảnh hưởng đến việc kiếm ăn của tớ lắm, hiểu không? Anh ta làm ảnh hưởng đến việc kiếm ăn của chị thế nào? Ok, cộng một điểm rồi. Ý tớ không phải là anh ta cố tình làm thế. Gần đây, chả hiểu sao tớ có khá nhiều khách hàng cần chạy mấy chuyến xa. Giờ nghĩ lại thì phần lớn họ chắc là smart cả. Hẳn là đi giao hàng hay nhận lệnh gì đó. Nói chung tớ chẳng biết. Tớ không chắc lắm, nhưng tớ nghĩ vậy. Ý chị là muốn cho Smart phát triển lớn mạnh trở lại hay sao? Tất nhiên là không rồi nghe anh em. Chẳng qua là cô ta chỉ muốn có thêm khách hàng. Chui từ đâu ra vậy cha nội? Tôi hiểu, họ tự nhận là Smart, nhưng thật ra chỉ là đám học sinh đầu gấu. Họ sợ Flair nhưng không làm hại dân chúng. Vì nếu họ trở thành kẻ địch của dân chúng thì họ không thể làm ăn ở đây được. Ok, tất nhiên Flay đã đá đít Smash là chuyện tốt. Tuy nhiên, phá hủy càng nhiều phòng chế thuốc thì người đi đường lại càng ít đi. Làm ăn ở đây rất khó. Lại là cái câu này rồi. Thì ý của tớ là thế đó. Bọn họ cho rằng chuyện này là lỗi của Flay. Ôi chết rồi, bấm nhầm ạ. Mình ở trước đi bọc ạ. Thôi kệ đi, đâu phải chúng ta muốn chuyện nó xảy ra đâu. Đứng đây nghe bọn họ nói chuyện khiến cho mình vô cùng khó chịu. Đùa, mình có chưa kịp đọc ạ. Mình bấm nhầm. Vậy thì tạm biệt nhé. Cậu đi đâu thế? Không đi đâu, xa. Tôi về nhà thôi. Chả thôi mà, để tớ đưa cậu đi nơi nào đó thật xa nhé. Tớ cần ôn bài cho cuộc thi, cho nên hẹn gặp lại. Ôi thôi xong rồi. Đùa, mình đang muốn ở lại nói chuyện nhiều nhiều hơn một tí. Bấm nhầm phát là cuối cùng đi về luôn ạ. Ồ, này cậu, sao Chris lại ở đây? Ăn sáng à? Ok. Này, tôi thắc mắc sao hôm nay dâu nhìn buồn vậy. Đừng nói với tôi là cậu đến đây ăn cái thứ đó chứ. Thịt xiên nướng à? Phải, nó vừa ngon vừa rẻ nữa. Thiệt hả? Cậu không thấy thế à? Tôi thích ăn thịt nướng quá lửa. Wow, đúng là mỗi người một ý kiến thật. Tài xế Uber thì họ cho là quá dở, còn Chris thì lại ngon. Okay. Hay quên mất, phải gọi là Demi chứ. Ok, nói thẳng nói thật, tiếc thật cái xe lại bị đập phá như thế. Có tai nạn gì đó hay sao? Nghe bảo làm ăn không được tốt lắm. Vì sao? Bởi vì Flay lại chạm vào đúng idol rồi. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Có phải tôi nói đâu chứ. Vậy ra cậu im lặng nghe người ta nói bậy mà không phản bác à? Hôm qua giờ cậu có vẻ kỳ lạ lắm. Còn nói gì mà đàm phán với Smart nữa chứ. Cứ nói thẳng nói thật thôi. Vậy tại sao cậu không làm gì đó đi? Tranh cãi rồi đây. Gì cơ? Cậu là loại người sẵn sàng chống đối cả sếp. Vậy tại sao cậu lại im lặng khi tôi thực hiện kế hoạch đàm phán? Chuyện này không hợp lý. Đằng nào cậu cũng sẽ biết thôi. Cho nên tôi nói luôn cho rồi. Hôm qua có vẻ mọi chuyện có vẻ sếp gửi tin nhắn riêng cho tôi. Định kiểm tra thực lực của mình à? Biết ngay mà. Là vụ án này hoàn toàn cho đặc vụ B12. Cái gì?
căn cứ trung chuyển của tòa nhà Frame dù sao cũng sắp bị phá rỡ rồi. Nói cách khác, vụ án này không quan trọng. Cho dù là thế, tại sao? Tôi muốn kiểm tra năng lực của đặc vụ B12. Đấy, như mình đã nói, đấy chính là lý do tại sao mình thấy sếp có cái cư xử kỳ lạ hơn là Chris. Chuẩn luôn, sếp nói thế đấy. Vụ án này không quan trọng. Tất nhiên, bởi vì nếu không thì chị ấy sẽ lo lắng vì không tự mình giải quyết vụ này rồi. Đặc biệt, phải học qua các lớp hồ sơ vật lý, tâm lý tội phạm và chiến thuật chiến đấu, đồng thời giả lập các vụ án thực tế. Không phải ai cũng có tư cách làm việc với ngài Flay, nhưng cậu được cho phép tham gia mà không trải qua những thứ đó. Cậu đơn giản là được đưa vào. Sau khi mẹ tôi qua đời vì sử dụng ma túy quá độ, duy trì viên đã cho tôi nơi ăn, chốn ở và công việc. Như vậy có được tính là đưa vào không? Nhưng tại sao cậu ta lại xem thường tôi như vậy? Cậu ta đang nói Flay à? Cậu làm khá tốt, mặc dù không gia nhập vào duy trì viên theo con đường bình thường. Nếu là tôi thì tôi đã xử lý xe bán thịt nướng đó dễ hơn cậu nhiều. Tôi có thể giải mã cửa sập phía trước và chừa ra chỗ trống, hoặc tôi có thể tự mình lái chiếc xe đó, bởi vì tôi có bằng lái HGV, xe chở hàng hạng nặng. Ui, kinh thế nhở, vừa là hacker vừa là tài xế khủng ạ. Những khó khăn mà tôi phải trải qua ngày hôm qua, thậm chí đối với Chris chỉ là chuyện dễ như bỡn. Mà đấy là hình như Chris còn lấy nhờ gia nhập sau ấy, bởi vì là biệt danh là C12 mà, tức nghĩa là sau mình một bậc. Vậy mà rốt cuộc tất cả chỉ là một bài kiểm tra năng lực của tôi thôi sao? Thì sau khi biết được cái tin này thì cũng khá là đau lòng. Khi mà Relay này hay là cả mình này thì cũng đều đang rất cố gắng để giải quyết vụ việc một cái cách nó gọi là hòa bình đi, gọi tạm là như thế, hòa bình nhất có thể. Nhưng mà đối với những người trong cuộc đấy, như là Quiz này hay là sếp này, thì đều có thể giải quyết cái chuyện này nó quá là dễ đi, chứ không phải kiểu đau đầu suy nghĩ như mình. Mọi người chỉ đóng kịch thôi sao? Vậy là cậu biết hết mọi việc ngay từ đầu rồi sao? Đây là lần đầu tiên mà Relay bực này. Cậu ngồi đằng sau xem tôi làm trò như là xem động vật trong sở thú. Sao phải tức giận như vậy chứ hả? Cái gì? Cậu trải qua bài kiểm tra, thế thì sao chứ? Chẳng lẽ cậu không tự tin vào bản thân sao? Dù sao thì đã lôi chuyện này lên rồi thì xử lý luôn một thể đi. Vị trí của cậu đặc vụ B12 vốn phải là mã hiệu của tôi mới đúng. Mình vừa mới nói lúc trước xong. Phải, không phải cậu Relay mà là tôi Chris. Đấy, như mình nói mà. Ây giời, cậu biết đấy, từ nhỏ tôi vẫn luôn mơ ước được cộng tác với ngài Flay, cho nên tôi cố gắng học tập trong trường đại học, lấy một đống chứng chỉ, tập luyện để có thể lực tốt, cố gắng rất nhiều và cuối cùng được gia nhập. Chỉ để biết tin có người khác chiếm vị trí của tôi và tôi bị giáng cấp xuống cấp C. Công việc chúng ta làm cũng chẳng khác nhau cho lắm, cho nên tôi cũng không bất mãn gì. Nhưng khi nhìn thấy người chiếm vị trí của tôi lại vô dụng đến thế này. Như vậy là Chris đang rất là bất mãn, bởi vì mình thì năng lực kém nhưng mà lại được chiếm cái vị trí cao hơn.
Mình thì cũng chả muốn tranh cãi với chửi nhau làm gì cho mệt. Bởi vì cậu chưa bao giờ được chứng tỏ cậu biết đấy. Cho nên ý cậu đang nói là bao lâu nay cậu luôn gây gổ với tôi, thì để chứng tỏ rằng tôi làm việc có hiệu quả. Cậu nói xấu sếp ngay trước mặt tôi như thể cố tình cho tôi nghe được tất cả những chuyện đó, chỉ để xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Trước giờ vẫn luôn là thế sao? Không phải, lúc nào cũng vậy. Ồ, tuyệt thật. Cái nét vẽ khi mà bực bội của các nhân vật trong này nó cũng na ná nhau. Ít là không phải hoàn toàn là vậy. Thật đáng mừng. Đặc vụ C12, vị trí hiện tại, đường sáng đốt. Chuyện gì thế? Cậu có chuyện cần phải điều tra tại địa điểm xung quanh đường cảnh sát Sadon. Được rồi, đã rõ. Vậy thì tôi đi đây. Chính là cái đường cảnh sát mà mình nộp cái hóa chất. Cậu đã nhận ra chưa? Cậu chính là kẻ như vậy. Cút đi. Cậu muốn gì mới được chứ? Tôi có làm gì cậu đâu. Tất cả những gì tôi làm là cảnh báo cậu. Nếu ham muốn của cậu vượt quá khả năng của mình, cậu sẽ chẳng còn gì ngoài nỗi đau. Im đi. Tôi đã đòi hỏi cái gì chứ? Trở thành anh hùng hay gì đó? Tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi quá đáng như vậy. Tôi chỉ là muốn được ai đó khen ngợi mình một lần mà thôi. Không phải chuyện gì to tát vĩ đại cả. Tôi chỉ muốn ai đó cần đến mình. Cần tôi, Relay, trong vai trò một con người. Xin lỗi mình nhắc đến điều này, nhưng không có năng lực hay thứ gì đặc biệt, tôi cảm thấy ngay cả nguyện vọng đó cũng khó mà đạt được. Đúng như cái tên tựa game, người hùng vô năng. Sao thế? Sao buồn vậy? Có chuyện gì? Ờ thì anh biết đấy. Đây sẽ là cái lúc mà chúng ta thể hiện ra rằng Relay là người vô dụng. Xong rồi ít ra thì người bán thịt nướng và tài xế Uber sẽ thông cảm mà. Đoán thế. Ây dài, tôi cảm thấy mình là một kẻ vô dụng. Tự nhiên lại thế à? Có một thằng nhóc tôi biết cũng làm việc tôi đang làm, cũng thi cử giống nhau, chuẩn bị phỏng vấn việc làm hay sao? Họ thật sự nghĩ rằng mình tốt nghiệp hả ta? Đại loại thế. Thằng nhóc đó tốt nghiệp từ trường đại học danh giá, cho nên nó rất thông minh các kiểu. Tôi thì khác, chẳng có ưu điểm hay thứ gì để tự hào cả. Tôi tưởng rằng mình được thừa nhận, thế nhưng chỉ là đang bị kiểm tra mà thôi. Tôi cảm giác như không ai cần đến tôi cả. Chán nản đi. Điều đó khiến tôi chán nản. Nếu như vậy, cậu có thể thay đổi nó. Ôi giời ơi, lại hai ý kiến trái chiều này. Hỏi chấm. Vẫn chưa phải là kết thúc. Kết thúc cả rồi. Lại bất đồng quan điểm rồi. Trường đại học tốt thì nghĩa lý quá gì chứ? Có nhiều cách để học đủ thứ lắm. Điều quan trọng là phải giữ vững tinh thần. Cố lên, cậu có thể làm được. Người ta nói làm càng nhiều học càng nhiều. Một người có học nhiều hơn mình sẽ tiếp tục học thêm nhiều hơn mình.
Điều quan trọng là những gì cậu đã làm cho đến hôm nay. Khoảng cách này không thể nào rút ngắn được. Cậu phải chấp nhận mà thôi. Rồi giỏi rồi. Tư duy kiểu đó thì làm ăn được gì chứ hả? Ui, hôm nay là cái ngày đầu tiên mà mình tập này có tận 4 người. Bực ạ. Cuộc đời này là vậy, biết làm sao được chứ. Thái độ tiêu cực như anh thì chẳng làm được gì hết. Nếu có cô nói việc gì cũng có khả năng sẽ không biết thế nào rút lui khi cần thiết. Hai người này lại tranh cãi nữa rồi. Mình phải đứng về phía một trong hai người. Giữa hai người mình chọn là tài xế Uber bạn ạ. Nhưng mà tại sao lại không gọi là Demi nhỉ? Cứ gọi tài xế Uber ạ. Ở đấy đều ạ. Là Demi nói hợp lý hơn. Đã mở quá thành tựu. Không có tinh thần thì không làm được gì cả. Đúng chưa bạn Hiến? Lựa chọn của bạn đã được ghi lại. Cái này sẽ ảnh hưởng đến ending à? Hẳn vậy. Có điện thoại hả? Mình nhớ tiếng chuông đâu có to thế này đâu nhỉ? Ừ, chắc vậy. Cảm ơn sự động viên của các bạn. Ừ. Khoan, tiếng chuông này báo hiệu khẩn cấp. Tôi đây, chuyện gì xảy ra vậy? Smart đột nhập vào nhà xưởng của hóa chất Lock. Xưởng hóa chất? Đó là xưởng sản xuất GS3B44, hợp chất mà Smart đang cần. Ừ, lại là cái hợp chất này. À, phải, đúng rồi. Chúng ta không biết chắc bọn chúng muốn gì, cho nên vụ án này là ưu tiên tối cao. Khẩn cấp, bảo vệ nhà xưởng hóa chất Lock. Đặc vụ cấp A đang trên đường đến nhà xưởng. Đặc vụ cấp B kiểm tra và di chuyển đến khu vực chỉ định trong trường hợp bọn chúng có kế hoạch khác. Khẩn cấp, Smart đang tấn công đồn cảnh sát. Thì ra đó là kế hoạch của chúng. Đặc vụ có bao nhiêu tên Smart ở đó? Khoảng 15 đến 20 tên. Ui, nhiều thế nhỉ? Tất cả đều trang bị bao tay thủy lực. Ui dồi ôi. Thôi xong rồi. Bọn khốn ạ. Vũ trang đầy đủ mà không khiến cho chúng ta phát hiện. Bao tay thủy lực. Chúng giúp tăng cường sức mạnh hả? Bọn chúng hẳn đã chỉnh sửa phi pháp thiết bị để tăng công suất lên tối đa, thừa sức để phá hủy mở đồn cảnh sát. Chúng tôi đang chống lại chúng bằng vũ khí của mình, nhưng chúng tôi cần viện binh càng sớm càng tốt. Đã rõ, cố gắng kéo dài thời gian hết mức tối đa. Chris đang lâm vào nguy hiểm. Thôi cứ để đặc vụ cấp A xử lý bọn chúng. Mình nên tiến đến nhà xưởng. Tin nhắn trực tiếp. Đặc vụ B12. Vâng, thưa sếp. Đến đồn cảnh sát Sayden và giúp Chris thoát thân. Sếp bảo em một thân một mình đi xử lý 20 người vũ trang đầy đủ báo tay thì được sao? Tôi không bảo em đối đầu trực. Vậy thì chị muốn em làm gì mới được? Lại là một bài kiểm tra. Chị ấy chỉ đơn giản là kiểm tra năng lực của mình thôi. Và giờ chị ấy muốn mình làm điều bất khả thi. Khẩn cấp giải cứu Chris tại đồn cảnh sát. Khỉ thật, hết giờ mất rồi. Mình phải đến đồn cảnh sát trước. Nhưng chạy bộ thì không thể nào kịp. Demi đâu rồi? Chài thôi mà. Để tớ đưa cậu đi nơi nào nó thật xa nhé. Phải rồi. Này Demi. Hử, tại sao? Đây được không nhỉ? Tôi cần đi một chuyến. Lên đường nào? Có vẻ không ổn lắm. À đã ok. Tất nhiên rồi. Phóng nào. Nhưng mà trước đó, đeo cái này đi. Mặt nạ. Để che mặt cậu lại. Trước xe nát quá rồi. Đeo khẩu trang thì liên quan gì? À, ok. Chắc là nhiều khí thải.
Úi dồi ôi, chơi hẳn cả cái quả mặt nạ phòng độc ạ. Khoan đã, ý cậu là nơi cậu cần đến không chỉ là một đội cảnh sát, mà còn lại là một đội cảnh sát đang bị Smart tấn công. Xin lỗi vì chưa giải thích trước khi lên đường, nhưng mà không có cửa đâu bạn Hiền. Dạp đi, miễn nha. Tớ chưa muốn chết đâu. Làm ơn đi, vậy thì thả tôi cách đó một con phố cũng được. Mà cậu muốn làm gì ở đó mới được chứ? Có một thằng nhóc đang cần tôi giúp thoát khỏi đó. Thằng nhãi làm gì ở chỗ đó ấy chứ? Được rồi, đi thì đi, nhưng tớ thả cậu gần đó thôi nhá. Ok, thôi. Tới rồi đây. Phải, cảm ơn. Không thể tin được cậu thực sự đến đó. Tớ biết là Smart không đụng vào dân thường, nhưng mà nhìn đám khói đang bốc lên bên đó kìa, tớ có cảm giác không lành. Rõ ràng là vô cùng nguy hiểm. Phải rồi, mình vẫn còn cái mặt nạ Smart tìm được trên đường này. Bây giờ chúng ta đã đến nơi rồi thì phải làm cho tới thôi. Nếu mình đeo mặt nạ, Smart sẽ nghĩ rằng mình là thành viên của chúng. Ừ, ok. Xuống xe trước cái đã. Mình cần đeo cái này lên khi không có ai thấy. Cảm ơn. Ừ, cậu biết là nguy hiểm lắm, mà thôi, thấy kệ. Giang sống sót ra khỏi đó là được nhé. Ok, Demi rời đi. Được rồi, giờ thì đeo mặt nạ. Úi dồi ôi, hoàn mỹ, y như là bọn Smart. Trước tiên mình cần phải tiếp cận chúng bằng cách nào đây nhỉ? Tìm cách đến đồn cảnh sát bằng tuyến đường khác. Mình phải lẻn vào mà không để chúng phát hiện. Cẩn thận, cẩn thận. Làm gì có ai đi qua khu vực này cơ chứ? Ôi thôi xong rồi. Cày thế nhỉ? Úi dồi ôi, mày nghĩ rằng viện trợ của chúng sẽ đi thẳng vào bằng đường lớn chắc? Nếu tao là tụi nó, tao sẽ lẻn vào bằng đường này. Ừ, trông thế mà cũng tư duy phết đấy. Tên này có vẻ thông minh. Khử, có thành viên mới này. Sao mày không vũ trang vậy? Nhìn ra một nốt nhạc luôn. Ừ đúng rồi, mỗi thằng đều có một cái bao tay thủy lực mà. Mày không có. Mình phải đặc biệt cẩn thận khi nói chuyện. Bây giờ là mình chỉ có hai phương án thôi. Một là vội quá nên quên mất. Hai là điều chỉnh thông số sai nên nó hỏng mất rồi. Chứ cái thứ ba thì thôi bỏ đi. Cái này mình phải cẩn thận này. Ok, mình giả vờ là mình quên. Để xem nào. Mày là thằng thứ ba để quên trang bị ngày hôm nay ở đấy. Mày thế mày không phải là người đầu tiên ạ. Thành viên mới đúng là hắn tin rồi. Ui mày quá. Ôi trời, căng thẳng quá nhỉ. Mà mày thuộc nhóm nào vậy? Ôi thôi xong rồi. Lạ nhỉ, theo mình nhớ bọn chúng đâu có cấu kết cấu tổ chức rõ ràng đâu cơ chứ. Nhưng mà mình phải bịa ra cái gì đó mới được. Mình nên nói gì với hắn nhỉ? Trong phim là chắc là không phải. Bịa ra một thứ gì đó hắn ta chắc chắn không biết. Không, cái này cũng hơi liều. Mình thấy cái đầu tiên là khả dĩ nhất này. Bọn chúng đều sống ở đây nên chắc là sẽ được phân chia theo vùng. Đường San Đốc. Ok. Đó là khu vực của hắn. Dạo này hắn thế nào? Hắn là ai?
Mình phải nói gì đây? Đây, dạo này anh không được thoải mái cho lắm. Tại sao? Sao hắn hỏi nhiều vậy nè? Càng ngày càng khó nghĩ. Chuyện đó thì là do Flair cả. Mày đang nói vòng vèo cách kiểu tao nghi ngờ rồi đó. Mày... Úi dồi ôi. Chỉ với một cú đập của hắn là mình sẽ... Ừ, này. Hết 3 phút rồi. Đến lúc phải tiếp cận chúng. Phải. Nhiệm vụ quan trọng hơn. Phải có người đến gần dụ chúng tiêu hao đạn dược. Này thằng kia, đem mình ra thí mạng à? Đến lúc mày thể hiện rồi đó. Đi, vào. Khoan, đến gần đồn cảnh sát, lỡ mình bắn thì sao? Nhưng nếu không đi, thằng gố này sẽ đập mình. Mình nên làm gì đây? Hừm, Chris đang bị kẹt trong đó, chẳng còn cách nào khác. Cứ phải đi vào thôi. Đến đây rồi mà chạy là mình sẽ ăn đập ngay. Đến vào đây. Tao đang nhìn mày đấy. Được rồi, từng bước một thôi nào. Một, hai. Vẫn chưa có gì. Liệu mình đi đến trạm thế này có ổn không nhỉ? Hẳn là không sao. Nhìn thấy bên trong đồn cảnh sát. Hử? Đó là Chris và một nhân viên cảnh sát. Người cảnh sát đang cầm súng. Mình phải tháo mặt nạ trước khi bị bắn. Đừng bắn, là tôi nè. Sắc đúng không? Bọn khốn thật. Mình không biết họ đang nói gì, nhưng phải nhanh vào bên trong cái đã. Ôi giỏi ơi. Cậu... Ơ? Không cần cảm ơn tôi. Cậu là đồ ngu ngốc. Ờ, đúng rồi đấy. Cậu đang làm rất tốt, ẩn giấu thân phận và đến gần bọn tôi. Vậy mà đi lột mặt nạ ra là sao? Nếu cậu trực tiếp đến gần, bọn tôi có thể bắt cậu làm con tin và đàm phán với chúng. Nhưng nếu cậu không nhận ra tôi, rồi tôi bị bắn trúng thì sao? Tôi nhận ra cậu ngay từ đầu. Nhìn từ đằng xa, đã biết là cậu rồi. Với cái ba lô rẻ tiền nó sau lưng. Cứ nói thẳng đi. Thôi bỏ đi. Mẹ nó. Nhưng mà thiệt tình, một mình cậu đến thật đó hả? Phải. Viện trợ khác thì sao? Như mọi khi, không có. Bọn chúng đang đến. Tại sao không bắn đi? Chúng ta hết sạch đạn rồi. Cái gì? Ôi trời ạ. Chúng ta không còn cách nào ngoại trừ kéo cửa sắt xuống để ngăn cản chúng. Sao cậu không làm thế sớm hơn? Với mấy cái bao tay đó, chúng có thể xé nát cửa này trong vòng 5 phút. Không có súng, đồ này xem như đã thất thủ rồi. Chúng ta tiêu rồi, chúng ta phải yêu cầu cứu viện trợ ngay. Cánh cửa chịu một đòn mạnh. Nếu mình trúng đòn đó thì chết chắc. Yêu cầu cứu viện. Yêu cầu cứu viện. Úi dồi ôi. Yêu cầu cứu viện. Yêu cầu cứu viện. Mẹ nó chứ. Sao không ai bắt máy vậy? Phải chăng họ đã bỏ rơi chúng ta? Vì chúng ta chỉ là đặc vụ nửa mùa. Không, không có chuyện đâu. Chắc là Flay đang trên đường đến rồi. Đặc vụ, tình huống thế nào rồi? Sắp chết đến nơi rồi. Có nghe thấy không? Bọn tôi bị nhốt rồi. Sắp chết đến nơi rồi. Chúng tôi đang gặp khó khăn khi đối phó với Smart tại hóa chất lock bên này. Nếu chúng ta thất thủ và Smart lấy được số hóa chất này, tình hình sẽ càng hỗn loạn hơn. Cho nên tôi không thể cung cấp chi viện được. À ừ nhờ, quên mất Flay là đang bên hóa chất rồi.
không còn cách nào giúp bọn em sao? Dẹp mẹ đi, cậu trông đợi gì cơ chứ? Chúng ta không có thời gian nói chuyện. Bằng mọi cách trốn thoát khỏi đồn đi. Tôi hết chịu nổi chị rồi. Này, cậu không thể cắt. Chúng ta không còn thời gian nữa. Hy vọng cuối cùng của tôi là ngài Flair. Ngài Flair, ngài có đó không? Ai vậy? Tôi đang bận rồi. Bọn tôi là đặc vụ cấp B. Ủa gì chói thế? Đang bị kẹt trong đồn cảnh sát. Tiếng gì vậy? Cửa sập. Nó đang bị xé ra. Với tình hình hiện tại, chỉ vài phút nữa thôi, chúng sẽ vào được. Ngài Flair, tôi yêu cầu ngài cứu viện. Không thể. Tôi tưởng rằng ngài không bao giờ bỏ lại ai cả. Nói gì đi nữa, tôi vẫn không thể. Liệu có cách nào chúng ta có thể trốn thoát mà không cần giúp đỡ không? Ngài cơ bản là đang bảo chúng tôi im lặng mà chết đi. Tôi xin lỗi. Ngài Flair. Ôi giời ơi. Khi mà fan cuồng bị idol từ chối thẳng mặt. Khiếp. Chúng sẽ xông vào bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể thoát ra bằng cửa phòng vệ sinh. Nhưng mà không biết bọn chúng có mai phục bên ngoài hay không. Nên tôi sẽ trốn đâu đó dưới tầng hầm. Quý bắt đầu sợ. Không có ngày Flair, chạy ra ngoài là vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi không nên bỏ chạy, mà hãy trốn giống như viên cảnh sát kia. Chris muốn chúng ta ẩn trốn, nhưng sếp bảo chúng ta phải thoát ra ngoài bằng mọi giá. Demi cũng bảo mình phải thoát ra khỏi đó. Mình nên làm gì đây? Mình nghĩ là mình phải nên chạy ra ngoài. Mình cần phải sống bạn ạ. Chui vào đây chỉ có chết thôi. Không ai cứu đâu. Bởi vì nhá, chạy ra ngoài thì có khả năng là mẹ Demi đang đứng đợi ở mình ở ngoài. Thì chúng ta sẽ chạy được. Chứ còn ở trong này với viên cảnh sát ấy, thì đằng nào thì cũng sẽ bị bọn nó tìm ra được và bọn nó giết thôi. Cho nên là rất tiếc Chris, nhưng mà mình sẽ thoát khỏi tòa nhà này. Không, chúng ta phải thoát ra. Nhưng mà ở lại đây còn nguy hiểm hơn. Chạy thôi, không còn thời gian đi nữa. Đi mau. Hy vọng là Demi đang đứng đợi mình ở ngoài. Có vẻ như không có ai ở đây. Ừ, bọn chúng chắc là tập trung phía trước để phá hủy cửa sập hết rồi. Từ từ nha. Mình nhớ là lúc mà mình mới đột nhập là có hai thằng. Có một thằng béo ấy, thằng béo băng smart, là nó đã đứng đợi ở cửa sau. Không biết là nó đã đi chưa, nhưng mà nếu mà chưa mà chúng ta ở đây thì chết chắc. Vậy thì nơi đây không an toàn. Hử? Bọn chúng có thể hiện thời không có đây, nhưng nếu chúng phát hiện ra không có ai trong tòa nhà, chúng sẽ nghĩ rằng chúng ta bỏ chạy và đuổi theo. Đừng chủ hiểu thế chứ. Biết ngay mà, mình nói có sai đâu. Tao biết là tụi nó chạy ra đây mà. Tụi nó kìa. Tại cậu chủ hiểu đấy. Chạy.
phủ đấm nữa. Đúng là bao tay thể lực. Hắn phá hủy bức tường một cái một luôn. Tụi mày định chạy đi đâu hả? Biết ngay mà, thằng này nó chặn cửa sau mà. Tụi bay bị bao vây rồi. Đàn em phía trước, đầu gấu sau lưng. Phải làm sao bây giờ? Những lúc như này chúng ta cần nở một nụ cười thật, thật tự tin. Bỏ chạy hai bên, đầu hàng. Thực ra thì mình muốn đầu hàng lắm ấy. Nhưng mà đầu hàng chắc chắn sẽ bị nhốt. Mà bỏ chạy cũng có khi là cũng bị bắt lại và bị nhốt. Bỏ chạy. Chạy phía đó đi. Đây là cái kế hoạch thiểu năng IQ một chữ số gì thế này. Nói cho đúng thì phải là hai chữ số. Vì IQ con người không có thời gian nói nhảm đâu. Đó là đường đến bãi đậu xe. Bãi đậu xe à? Thế thì Demi chắc chắn phải đang đợi ở đây rồi. Tụi bay không thoát ở đâu. Nhất là mày. Thằng nó cũng phải đặc biệt căm ghét tôi thì phải. Bãi đậu xe thì chắc chắn là Demi đang ở đấy rồi. Chúng ta phải lạc quan. Còn quá sớm để bỏ cuộc. Biết ngay mà. Tránh đường cho chị qua. Cái quái gì thế? Mọi người lùi lại. Mình đã bao giờ làm các bạn thất vọng chưa? Ui dồi ôi. Mà cái cửa bị nát bét rồi này. Cái xe quái gì thế này? Lùi đây. Sao chị đến được đây? Vào trong xe cái đã. À được, quýt, vào đi. Gió. Đừng để tụi nó chạy thoát. Tấn công. Đừng hòng bớt được tớ nhé. Bắt cũng phải bớt. Khoan đã, tôi chưa kịp đóng cửa. Cái xe của chị đang tan nát theo nghĩa đen này. Thà vậy còn hơn bị bắt. Chúng chạy về phía này. Tránh ra. Con hẻm chật hẹp thế này, có thể tăng tốc đủ để thoát không? Phải tự tin vào tay lái của Demi. Ui cha, chúng sắp tông xe rồi. Làm sao tông được? Hình như tông người thì phải. Thấy kệ đi. Xe bị chầy rồi. Ui giời ơi, hiếp chói thế. Tớ có thấy chầy chuột gì đâu. Ừ đâu có chầy chuột gì đâu. Rõ mẹ ràng. Được rồi. Giờ thì chạy ra đường lớn. Ôi ông cảnh sát lại ở đây. Đó là người cảnh sát. Và Smart. Ai vậy? Này, tôi tưởng chúng ta vui vẻ với nhau lắm cơ mà. Sao tự nhiên lại thế này? Chuyện không còn như trước nữa đó. Ngài làm cái gì vậy? Ủa cấp trên à? Đừng bảo là... Tạm biệt cảnh sát. Cái gì? Khoan đã. Vừa thôi chẳng lẽ là... Bọn chúng bắn cảnh sát. Ai? Cái gã bên kia. Cái gã đang cầm súng đứng đó hả? Ui dồi ôi, xong rồi. Hắn đang chĩa vào chúng ta. Nó không muốn chết ở đây đâu. Còn nước còn tát mà. Còn cái con khỉ. Ý tôi là... Xin lỗi vì kéo chị vào chuyện này. Vậy thôi. Không phải lỗi cậu. Tớ chỉ... Việc của tớ là đưa hành khách đến nơi an toàn. Đừng bảo là bắn trúng ai nhá. Relay và cậu nữa. Có sao không các bạn hiền? May quá, không ai trúng đạn cả. Chắc là bắn hụt rồi. Mình không nghĩ là bắn hụt đâu các bạn ạ.
Không, thì tôi là các cậu có sao không đấy? Chúng tôi ổn cả. Được rồi, lúc nãy xem nữa thì toi cả lũ. Phải, tại tôi cả. Này, đừng nói cậu đó nữa. Nghe cậu nói chuyện đôi khi tớ bực mình cậu rồi. Đừng nói chuyện với tớ. Ngày Flay bỏ rơi chúng ta, tôi muốn làm việc này là bởi vì Flay. Và ngày ấy lại để mặc chúng ta chết. Cậu ta vẫn luôn ngưỡng mộ Flay. Đối với Chris thì nên nói thẳng, hẳn là Flay không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà chúng ta đã có thể chết rồi, giống như viên cảnh sát kia. Đây chính là cái hậu quả nếu như mà mình ở trốn trong hầm đấy. Bây giờ nghĩ lại thì đây là lần thứ hai mình chứng kiến người chết, nhưng nó hoàn toàn khác với lần mẹ mình qua đời. Rõ ràng lần này là một vụ sát nhân. Ngài ấy nói sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai. Ngài ấy cứu Smart. Đừng tự lẩm bẩm như vậy nữa. Trời ạ, chóng mặt quá. Chúng ta sắp đến rồi. Nhưng có cái gì đây? Đây là lần cuối tôi chở khách bằng chiếc xe này rồi. Và như vậy là cái mặc dù Demi không trực tiếp chứng kiến vụ sát nhân, nhưng mình có thể thấy được chị ấy đang rất khó chịu. Tớ còn nhiều miệng ăn phải nuôi lắm. Cái xe này nát bét rồi thì không hiểu là bây giờ sẽ Demi sẽ kiếm ăn bằng gì đây. Theo những gì chị ấy kể, chị ấy là người phải kiếm ăn cho cả gia đình. Nó ngừng luôn rồi. Đi bộ cũng được mà. Chris thì vẫn chưa hết sốc. Tại sao tôi lại thế này? Đồng ý là rất chấn động, nhưng tôi cũng phải thôi. Tôi cần nghỉ một chút. Tôi cần phải dựa vào cái gì đó. Đúng lúc đó mình nhận ra một chuyện. Cái gì trên tường thế này? Tờ rơi à? Vốn là một phần của thành phố này, là người bạn của dân chúng, sống trong các hẻm hóc. Chúng tôi vẫn luôn tìm cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh với người dân. Nhưng rất đáng tiếc, với sự xuất hiện gần đây của Flay, Smart đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Smart, chuyện này khiến chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định sau. Kể từ hôm nay, bất cứ người dân nào hợp tác với Flay sẽ trở thành mục tiêu của Smart. Kể cả dân chúng luôn. Chuyện gì đang xảy ra? Ok, thì như vậy là tập 6 vụ án 4 của tựa game Not Exactly a Hero này đã kết thúc. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.